các bạn thu phục được cái nguồn năng lượng đó, thu hút được cái nguồn năng lượng đó, và nguồn năng lượng của các bạn có mạnh hay không phụ thuộc vào chính bản thân các bạn, không chịu sự tác động từ bên ngoài. Yếu tố khách quan ạ. Và một điều tâm huyết của mình khi mà mình đọc một câu nói là trên con đường dẫn tới thành công thì không có không bằng khoảng chút nào, và trên con đường đó có rất nhiều chông gai, và mình muốn đạt được tới thành công thì mình phải sẵn sàng hy sinh cũng như là dẫm lên những cái khó khăn đó để đạt được cái mục đích của mình. Và các bạn hãy luôn nhớ một câu này rằng khi mà các bạn lặp lại những cái hành động cũng như câu nói đó thì các bạn sẽ trở thành người thành công. Và các bạn có thể làm theo mình không ạ?